Dương và dòng suối. Ngày xưa, có một chàng đốn củi tên là Ivan sống trong một khu rừng ở miền Bắc nước Nga. Chàng trai khỏe mạnh, chịu thương chịu khó, lại có đôi bàn tay khéo léo. Chàng đã tự làm cho mình một căn nhà gỗ vững chắc. Khi căn nhà hoàn thành, cũng là lúc Ivan bắt đầu tính đến chuyện cưới vợ. Người vợ trong mơ của chàng là một thiếu nữ xinh đẹp, có đôi mắt xanh và làn da trắng mịn. Từ đó cứ đến chủ nhật, chàng lại rong ruổi đến các ngôi làng xa xôi tìm kiếm người con gái trong mơ của mình. Nhưng rồi, chàng chỉ gặp những cô gái tẻ nhạt và không xinh đẹp như chàng mong đợi. Hàng ngày, Ivan thường đi làm qua một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, có những cánh cửa gỗ màu xanh. Mỗi lần thấy chàng đốn củi đi ngang qua, cô gái có khuôn mặt ưa nhìn ở trong nhà lại hé cửa sổ để ngắm chàng. Nhưng Ivan không hề mảy may để ý đến tình yêu của cô gái. Cô tên là Natasha, một cô gái rất hay e thẹn. Tình yêu của cô dành cho Ivan ngày một lớn, đến nỗi một ngày kia, cô đã lấy hết can đảm đứng đón chàng bên đường. Tự tay em đi lựa những quả dâu tây này, Natasha e lệ nói. Chàng hãy ăn dâu tây và nghĩ về em nhé. Ivan vụng về nhìn chằm chằm Natasha, khiến cô gái đỏ bừng mặt lên vì e thẹn. Ivan tự nhủ, chà, kể ra thì cô gái này cũng không đến nỗi nào. Nhưng chàng đốn củi lại trả lời rất sốt sảng. Tôi không thích dâu tây, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô. Nước mắt Natasha tuôn trào khi cô nhìn Ivan sải bước đi xa. Vài ngày sau, Natasha lại đứng đợi Ivan và chìa ra một chiếc áo khoác len. Cô nói, tối nay khi chàng đi làm về, trời sẽ lạnh lắm đấy. Cái áo này sẽ giữ ấm cho chàng. Em đã tự tay đan nó để tặng chàng. Nhưng Ivan lạnh lùng trả lời, điều gì khiến cô nghĩ là một người đàn ông như tôi lại phải sợ lạnh? Khi bị Ivan phũ phàng từ chối, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của Natasha. Cô gái thổn thức chạy vào nhà. Vì quá yêu Ivan nên một lần nữa Natasha lại đứng đợi chàng đốn củi. Lần này cô đưa cho Ivan một cái chai và nói, chàng không thể từ chối nước ép trái cây được. Em chưng cất từ tất cả các loại quả trong rừng, nó sẽ... Tôi không thích nước ép quả. Ivan ngắt lời cô và bỏ đi thẳng. Nhưng rồi nghĩ lại, chàng nhận thấy mình đã đối xử quá thô lỗ với cô gái. Vì thế Ivan quay lại, nhưng Natasha đã bỏ đi. Chàng đốn củi áy náy lắm. Cô ấy có một đôi mắt rất hiền, chắc cô ấy phải có một trái tim nhân hậu. Có lẽ mình nên nhận ít nhất một trong số những món quà của cô ấy. Nhưng hình ảnh người con gái trong mơ lại xuất hiện trong tâm trí. Ivan thở dài, mình bất hạnh quá. Đúng lúc đó, có một áng mây vàng xà xuống trước mặt Ivan. Từ trong đám mây, một thiếu nữ xinh đẹp hiện ra. Nàng nói, chàng có thể hát cho ta nghe một bài không? Ta là Rosanka, một trong những nàng tiên của khu rừng này. Ivan đứng sững như trời trồng, mãi chàng mới thốt lên, tôi sẵn sàng hát cho cô nghe trong suốt phần đời còn lại của tôi. Giá mà tôi có thể. Và chàng giơ tay định chạm vào nàng tiên, nhưng nàng đã bay vút lên, vượt khỏi tầm tay của chàng đốn củi. Vậy thì hãy hát đi, hát đi. Chỉ tiếng hát của chàng mới có thể đưa ta vào giấc ngủ. Và thế là Ivan vui sướng cất tiếng hát. Chàng hát tất cả các bài hát du cổ, những bài hát tình yêu cho nàng tiên nghe. Trong khi đó, nàng tiên vừa ngủ ga ngủ gật vừa rục rã, hát đi, hát nữa đi. Ivan cứ hát, hát mãi cho đến khi bị lạnh cóng và mệt rũ. Giọng hát của chàng bị khản đặc. Chàng lũn củi vẫn cố hát đến tận tối. Chàng rất muốn ru nàng tiên ngủ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, Rosanka vẫn thức và tiếp tục đòi hỏi, nếu chàng yêu ta thì ai hát lên, hát tiếp đi. Chàng đốn củi lại cố hát tiếp. Vừa cất lên tiếng hát yếu ớt, chàng vừa nghĩ, ước gì mình nhận cái áo khoác của Natasha thì bây giờ đã không bị lạnh. Chàng chợt nhớ Natasha và thầm trách mình, mình ngốc quá, lẽ ra mình nên chọn cô ấy làm vợ, không phải người phụ nữ này, người chỉ biết đòi hỏi mà không hề nghĩ đến việc sẽ đền đáp mình cái gì. Ivan cảm thấy chỉ có Natasha với gương mặt dịu dàng mình có thể khiến cho trái tim đang trống rỗng và lạnh buốt của chàng ấm áp trở lại.
Ivan chạy đi tìm cô trong bóng đêm, nhưng chợt nghe thấy một giọng nói độc ác vang lên. Chàng sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa đâu. Tất cả nước mắt khóc trong mối tình cao đẹp đã biến cô ấy thành một dòng suối rồi. Chàng sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Khi Ivan gõ cửa nhà Natasha thì trời đã rạng sáng. Không có ai trả lời. Chàng đốn củi sợ hãi khi nhìn thấy gần đó có một dòng suối nhỏ lấp lánh chảy. Dòng suối mà trước đây chàng chưa bao giờ nhìn thấy. Chàng ân hận kêu lên. Ôi Natasha, tại sao ta có thể mù quáng như vậy? Ta yêu nàng biết nhường nào. Rồi chàng lặng lẽ cầu nguyện. Con cầu xin Chúa Trời, xin người hãy cho con được ở bên nàng mãi mãi. Kỳ lạ thay, Ivan bỗng biến thành một cây dương mọc bên bờ suối. Rễ cây luôn luôn được dòng suối nhỏ chảy qua tắm mát. Cuối cùng, Natasha đã có được chàng Ivan yêu dấu như nàng hằng mong ước.